Đây là trước màn hình của ZT360, đây là cái bộ màn hình quốc dân và liền cam 360 đang hot nhất trên thị trường hiện nay. Với cái phân khúc sản phẩm chỉ hơn 8 triệu là anh em đã sử dụng ngay một cái bộ màn hình liền cam 360 rồi. Thì đây hôm nay em có lắp cho chiếc Toyota Corolla Tiz đây, anh em có thể thấy đây. Bộ màn hình mà lắp cho chiếc xe đây, anh em có thể thấy là cái màn hình nó rất là to và rộng. Đấy, kích thước màn hình 9 inch. Để mà qua đây anh em có thể thấy đây là cái màn hình lắp vào cái vị trí zin của xe, tất cả đều là cắm tắc zin hết anh em nhé. Đấy, khi anh em khởi động lên thì cái cam 360 ngay lập tức sẽ khởi động lên để quét cái vòng quanh cho anh em, để anh em xem các vật cản như nó như thế nào. Đấy, anh em có thể thấy là xoay một vòng như này, nếu như có trẻ con hoặc là cái vật cản ở xung quanh xe thì anh em có thể nhìn thấy ngay với ngay nhá. Đấy, còn đây nó sẽ tích hợp luôn cả ghi hình, anh em có thể nhìn thấy cái vị trí ghi hình đây. Còn anh em xin nhăn trái thì bên em phải có hình ảnh cam bên phải để rất là sắc nét nhé. Khi nhăn trái thì có hình cam bên trái, và khi giả xin nhan thì nó sẽ quay về cam trước, còn cam lùi thì góc quay cực kỳ rộng. Đấy, anh em đây. Và những cái tính năng giải trí của cái bộ màn liền cam 360 thì em cũng không cần nói rồi, bởi vì rất là nhiều video con nói rồi, đặc biệt là có giải trí trên YouTube này, ZT YouTube này, phần mềm dẫn đường của Vietmap và phần mềm dẫn đường của Navitel và Google Map, đầy đủ tính năng như vậy. Và đồng thời nó sẽ tích hợp phần mềm ra lệnh giọng nói ở trên này. Đấy, anh em chỉ cần ấn vào đây thôi và ra lệnh những cái mở video dẫn đường thì anh em chỉ cần nói là chiếc màn nó sẽ thực hiện hết cho anh em. Đấy, rất là hiện đại và tiện lợi cho anh em. Thì anh em mà còn chưa lắp đặt cái màn hình Android hoặc là anh em muốn nâng cấp màn hình Android thì hãy đến ngay Acala Thái Nguyên anh em nhé.